cái khuôn gạch. Xin chào toàn thể quý hàng trên khắp ba miền Tổ quốc nhé. Hôm nay thì Minh Thiên sẽ giới thiệu cho quý khách là mẫu ô gió nhỏ nhé. Hiện tại thì em đang có tất cả là 6 mẫu ô gió nhỏ và một mẫu là khuôn móng bò nhé. Đây ạ. Em sẽ giới thiệu cho các bác từng mẫu nhé. Mẫu thứ nhất là mẫu ô gió, em gọi ô gió lá lé nhé. Em đã đánh số thứ tự từ 1 đến 6 rồi ạ. Mẫu này thì có kích thước là vuông 19 x 19 nhé. Và độ dày bê tông của nó là 5 phân ạ. Đấy. 6 phân rưỡi. À 6 phân rưỡi ạ. Nhựa của nó là chất liệu nhựa ABS các bác nhé, nhựa nhà máy. Ra sản phẩm cực kỳ đẹp luôn nhé. Tiếp theo là mẫu ô gió thứ hai, cũng có kích thước là 19 x 19 và dày 6 phân rưỡi ạ. Đây ạ, kiểu dáng này em gọi là bốn góc xéo nhé. Đấy, có bốn góc xéo nhau ạ. Tiếp là mẫu gió số 3, là mẫu gió em gọi là mẫu gió 5 lỗ tròn nhé. Đây ạ, mẫu này cũng có kích thước 19 x 19 và độ dày bê tông là 6 phân rưỡi ạ. Bên trong này ạ. Tiếp theo là mẫu số 4 nhé. Mẫu này thì cũng là kích thước 19 x 19 và dày 6 phân rưỡi nhé. Mẫu này gọi là mẫu 3 ô vuông. Thực chất là có 1 ô vuông và 2 ô chữ nhật rồi ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn. Mẫu số 5. Mẫu số 5 này thì có kích thước là 20 x 20 và dày 6 phân rưỡi nhé. Mẫu này em gọi là mẫu gió lá. Một lá này. Đấy. Bên bên trong này rất là đẹp luôn. Và mẫu số 6 cũng có kích thước là 20 x 20 các bác nhé. Mẫu này em gọi là mẫu 5 góc vuông ạ. Đấy. Các bác có thể thấy mẫu này rất thông dụng luôn. Cũng có độ dày bê tông là 6 phân rưỡi ạ. Và cuối cùng là em giới thiệu cho quý khách là mẫu khuôn móng bò nhé, hay còn gọi là bánh cú ạ. Đây. Khuôn này thì có lòng trao nguyên lợn nhé. Hai lòng. Đấy, đổ ra. Đi ra sản phẩm nó sẽ như này. Sau đây thì em sẽ báo giá cho các bác nhé. Đối với cái khuôn móng bò này á, thì bên em đang có giá là 150.000 một khuôn, bao phí vận chuyển về tận nhà cho các bác nhé. Còn lại là ô gió nhỏ này thì bên em đang có giá là 70.000 một khuôn nhé, đồng giá 70.000 một khuôn, bao phí ship vận chuyển về tận nhà cho bác. Bác nào lấy số lượng lớn bên em sẽ có chiết khấu thêm ạ. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều các loại khuôn xây dựng và các loại khuôn mẫu khác, các bác có thể tham khảo thêm ạ. Các bác có nhu cầu về mẫu nào thì có thể liên hệ với Minh Hiên ạ. Minh Hiên vẫn có bốn số điện thoại thường xuyên liên hệ ạ. Số thứ nhất là 0855 000088 ạ. Số thứ hai là 0865 026 066 ạ. Số thứ ba là 0333 001 90 và số cuối cùng là 0981 441 808 ạ. Và quý khách hãy đăng ký kênh YouTube của Minh Hiên nhé, để cập nhật các video mà Minh Hiên quay ạ, cũng như các chương trình giảm giá Minh Hiên đăng tải trên trang YouTube nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ạ. Gì khuôn gì cũng có các bác nhé, rất nhiều.